cái chiến thuật nuôi rùa, nuôi cho những người chơi xạ thủ, nuôi cho những người chơi pháp sư, khu vực rừng giữa khỏe mạnh dành cho cả hai phía. Dù đây sẽ là một ván thi đấu rất là chậm và nó phù hợp với cái lối chơi đến từ bên phía của Dabuokia. Tôi cảm giác như vậy, Nuri hoàn toàn có thể khởi đầu bằng một lưỡi hái để có thể tích số với vị tướng Na khu vực rừng trên của anh ta nữa. DK sẽ hơi hướng là đánh lùi nhiều hơn với Corki kết hợp với Jerry và kể cả là một con Lulu ở vị trí hỗ trợ trong tay của Kelly nữa. Còn với Noxy Red Fox thì họ có rất là nhiều công cụ để chủ động. Họ có chuột cõng trên lưng một con mèo của Yumi trong tay của Peter. Thêm vào đó nữa là On với hỏa dương hiệu triệu trong tay của Kana. Và để xem ván này sẽ diễn ra như thế nào, cuộc độ giữa Damwonkia và Noxy Red Fox trong khuôn khổ LCK mùa hè 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng quý vị bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng của giải đấu và luồng phát sóng trực tiếp của chúng tôi với bản quyền phát sóng thuộc về Bosport. 10 chỉ số lính chênh lệch là cách mà Nuri anh ta kiểm soát kèo đấu giữa Na và On ở thời điểm hiện tại. Nhưng vừa nói khỏi mồm xong thì Red có một tình huống can thiệp. Cấp 6 rồi. Bóng cháy hất tung thành công, có cú làm choáng trồng vào. Nuri nhiều khả năng anh ta sẽ không kịp hóa Na khổng lồ và đúng là như vậy. Chiến công đầu dành cho On trong tay của cả Na. Và đây là ưu thế dành cho Damwonkia để họ mở rồng. Rất tự tin đến từ Kanyan. Và đây có thể sẽ là con rồng đầu dành cho bên phía của Damwonkia. Có ý định để có thể cướp. Gói hàng đang cố lập. Gói hàng cô lập đi gặp nguy hiểm. Anh ta ngay lập tức sử dụng các lưu động nhưng không thể thoát thân được. Vẫn là điểm bạc gục dành cho bên phía DK. Hai mạng dành cho họ. Khi mà cả Thread cũng đã phải lên bảng đếm số. Cặp đôi mid rừng đến từ bên phía của Noxy Red Fox lên bảng. Còn trong khi đó thì Đốc Đam nằm xuống một đổi hai, có lợi dành cho bên phía DK. Và quan trọng hơn hết rằng họ có được con rồng đầu. Ghost đang gặp nguy hiểm nha. Phía bên kia là Canyon được kích tốc lên đến từ Killian, thậm chí sử dụng cái can trường của mình có máy quét để phát hiện ra cái hướng di chuyển đến từ Ghost. Chú chuột này không chạy được nữa rồi. Có được thêm cho mình đó một điểm hạ gục thứ ba dành cho đội hình đến từ bên phía của DK. Những quyết định phần nào đó nó tương đối là sai lầm một chút xíu dành cho bên phía của Nông Sim Radford. Họ ngay lập tức bị khai thác. Con sứ giả vừa rồi thì dù sao nó cũng đã mang được cái áp lực dành cho đội hình đến từ bên phía của Nông Sim khi mà Red quyết định hiệu triệu nó ra khu vực giữa. Những cái tình huống di chuyển đến từ bên phía của Nông Sim trong khoảng chừng 5 phút vừa qua họ rất là chậm nha. Các bạn có thể thấy một quay lính rất là lớn bị mất đi ở khu vực đường trên. Kana anh ta có ý định đổi lane ngược trở lại dành cho BD bởi vì đi chưa hồi lại cho mình đó dịch chuyển. Anh ta có dịch chuyển nhưng anh ta di chuyển lên không kịp thì con rồng cũng đã được xuất hiện rồi. Anh ta bắt buộc phải dịch ngược trở lại khu vực đường giữa. Gói hàng đến từ Shoemaker đang cản. Rồng thì đã được ăn, rồng thì thậm chí là được ăn xong, thậm chí là có cơ hội để tấn công vào Red. Showmaker bám đuổi theo Red ở trong tình huống này. Hỏa dương hiệu triệu đưa vào hư vô và ép cho người chơi đi rừng đến từ bên phía của Đông Sim phải mất luôn cho mình đó phép bổ trợ tốc biến để có thể đào thoát. Cái cánh bên kia thì không đủ áp lực để có thể mở giao tranh ngược trở lại dành cho bên phía của Đông Sim Redford. Thiếu đi cho mình đó là mặt nhân sự, người chơi đi rừng Red đã phải về nhà để thể hồi phục. Đợt tấn công tiếp tục được triển khai ra khu vực đường giữa. Trước đó thì Shoemaker cũng đã cướp được luôn cho mình đó một con mùa xanh và trụ ở khu vực đường giữa cũng thuộc về dân phía của DK. Một nhịp tấn công mà toàn bộ những cái mục tiêu trên bản đồ đều nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía của Dabuokia. Anh ta đang di chuyển cùng với những người đồng đội của mình và đây là quyết định đánh liều dành cho đội hình đến từ bên phía của Noxy Red Fox khi họ tận dụng Baron làm bồi câu. Không đợi được rồi, bắt buộc phải vào thôi. Kana sẵn sàng để bật ra với hỏa dương hiệu triệu nhưng làm gì phải làm sớm. W rất đau cũng như là có những tên lửa rất chính xác đến từ Showmaker để cầu máu Big Bang. Rất đau đến từ Showmaker và BD anh ta mất ơn nửa cây máu rồi. Đánh vào ai đây? Đánh vào Jerry cũng như là Nuguri. Không ăn thua. Và DK họ hoàn toàn hài lòng với tình huống cầu máu của mình và bây giờ là DK ép Baron. Còn Nông Sim thì vừa lao xuống, họ không cướp được Baron. Họ có thể bị bỏ lại mạng. Nhưng tốc biến rất nhanh đến từ hai thành viên bên phía của Noxy Red Fox, đó là Kana và Red. Ý đồ là tốt nhưng Noxy họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát tầm nhìn. Khi mà DK 8 giây nữa thôi thì họ sẽ sở hữu con rồng này. Noxy đang là một người muốn chiếm tiên cơ. Dịch chuyển luôn xuống dưới đến từ Asia trong tay của BD để quay trở lại với đồng đội. Kana đúc đồ trước dành cho Red. Đây sẽ là cơ hội tôi nghĩ là cuối cùng đó dành cho bên phía của Noxy Red Fox. Nếu như để cho DK ăn được con rồng công nghệ và linh hồn rồng công nghệ ở ván này, nó sẽ là dấu chấm hết dành cho bên phía của Đông Sim với khả năng cầu máu rất đau đến từ Showmaker với tên lửa cũng như là xung kích cái xung điện cao thế. W tung ra lại là rồng dành cho DK. Những mục tiêu lớn đang được tấn công. Cây liền anh ta lao thẳng vào với chiêu cuối. Ghost không thể bắn được với việc là tấn công đến từ Showmaker nhưng tên lửa của Showmaker hơi hụt và anh ta mất giáp thiên thần rồi. Ghost thấp máu gặp nguy hiểm liên tục là rồng công nghệ. Và đó là linh hồn rồng công nghệ giúp cho Damwonkia có liên tiếp những điểm hạ gục. Họ có 4 mạng của đối phương rồi và BD đang cắm mặt cắm cổ để có thể bỏ chạy.
Nhưng anh ta liệu có đủ sức để phòng ngự cái thân lính đẩy vào ở khu vực đường dưới đến từ bên kia DK hay không? Hay Nuri truy đuổi anh ta làm chậm khó chịu với những tình huống quỷ kết hợp đánh thưởng. Và BD anh ta lui về được với vị trí an toàn. Nhưng DK đã có được 4 điểm hạ gục và họ đang đẩy ở cả hai đường, đường dưới cũng như là khu vực đường giữa. Có thể có cơ hội dứt điểm luôn cả ván thi đấu này dành cho đội hình đến từ bên phía của Dawonkia. Và với một con Koki có giáp thiên thần ở thời điểm sớm như thế này, chúng ta có thể thấy như là Sobaker họ không ngại. Anh ta không ngại một mình anh ta lao thẳng vào Ogos cũng như là Peter, bộ đôi chó mèo chuột này quay đùa với nhau ở khu dưới. Còn ngược trở lại thì BD sử dụng cái cổng công nghệ phía bên kia thì anh ta cũng tự cô lập so với những người đồng đội của mình luôn. Canyon biến còn bán nguyệt thương có dịch chuyển để có thể áp sát đến từ Kana, nhưng anh ta không có hỏa diễm hiệu triệu, vẫn có đủ tốc độ di chuyển áp sát đến từ Red khi mà anh ta được tăng tốc độ di chuyển thêm đến từ Yumi. Phía bên kia là God, một mình Canyon đang chấp bốn, đang cố gắng để có thể xây sở, nhưng có lẽ như anh ta chịu không nổi, 4-1 và người phải nằm xuống, đó chính là Canyon. Không, chính xác hơn chỉ là một con Corki đơn thuần dành cho bên phía của Showmaker mà thôi. Lướt thảm lửa, cầu máu rất khó chịu làm chậm với linh hồn dầu công nghệ. Vẫn là những bước tiến đến từ bên phía Dawonkia và Ghost, anh ta bị làm chậm khó chịu quá. Phải nhấn luôn chiêu cuối đến từ Peter để bảo hộ dành cho đồng đội. Ôi giời ơi, khổ. Linh hồn rồng công nghệ làm chậm liên tiếp như thế này rất khổ dành cho bên phía của Nông Sim Red Fox. Một tình huống mà đội hình đến từ bên phía của Nông Sim có thể dìu nhau về được. Nhưng ai sẽ là người dìu những cái trụ này đây? Trụ nhà chính trơ trọi và đã bị phá hủy rồi. Tập thể đến từ bên phía của DK họ bắt đầu tràn vào cùng với cái sức mạnh rất là lớn đến từ những con lính siêu cấp nữa. Dĩ mặt trời được dựng ra, nhưng cái khả năng tồn tại của nó tôi nghĩ cũng sẽ không bao lâu. Bắt đầu có được một vài những cái tín hiệu rỉa rít đến từ bên phía của DK. Canyon bắt bán nguyên thương, càn vào, BD gặp nguy hiểm, đẩy luôn cho mình phân chia thiên hạ. Nhưng anh ta phân chia thiên hạ như thế này thì sẽ bản thân của BD sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta cần phải lùi về ngay lập tức với can lưu động Ruri có na khổng lồ. DK họ đang muốn tận hưởng thêm một chút chiến thắng với cú chiêu cuối về Red gặp nguy hiểm. Anh ta lên bảng điểm số với điểm hạ gục dành cho Showmaker và 8-3 là tỷ số chung cuộc ở trong hiệp đầu tiên và chiến thắng dành cho DK ở ván 1. Họ vươn lên dẫn trước trong kèo đấu VO3 với Nông Sim Red Fox.